chào các bạn đến kênh xem cách 24 giờ. SX 1/10 nâng cấp đẳng cấp với loạt đồ chơi đỉnh không cần chỉnh. Các chiếc Honda SX 100 Mi là một cái dòng tay ga cao cấp đến từ nhãn sức Honda, không chỉ phù hợp với những người làm việc văn phòng, công sở v.v. Cái mẫu này với một cái diện mạo sang trọng thể thao là nguồn cảm hứng mạnh mẽ cho những tay chơi thích thể hiện cái sự cá tính của mình. Cốc này ta thấy dễ dàng sẽ được trang bị cho mình tay thắng của ELC đi cùng với bao tay Prisma, nhằm mang đến cảm giác bóp phanh êm ái hơn với những cái đường quay được xử lý được cực kỳ tốt. Mẫu tay thắng này có cái phần bản lề phù hợp cho cái chiếc SX 1/10 300i, nên rất tiện lợi trong việc khó lắp và không cần cắt khoét bất kỳ cái chi tiết nào. Gian chân trước vẫn được giữ nguyên theo đúng thiết kế từ nhãn sức. Người chủ chích thêm vào cặp mắt mèo phản quang cho giống như phong cách của những chiếc xe nhập khẩu từ Ý. Đĩa trước thương hiệu Gaffer, chụp có trước Rizoma, quát CNC che heo dầu tạo kiểu vô cùng hùng hổ. Hệ thống chơi sau là cái bục Hollin bình dầu rời, giúp kiểm soát cái đầu đàn hồi một cách tối ưu khi tải nặng hoặc đi những cung đường xấu. Quát giữ dây dầu sau với ốc nhớt thương hiệu của Biker. Chi tiết phần dẹt con bên trong được thay lại bằng cái đẹp carbon fiber tạo một điểm nhấn giúp cho cái phần nhựa nhám bền hơn với thời gian. Cái chiếc Honda SX độ này sử dụng cho mình cái bộ của Levin. Đây là cái dòng bộ được rất nhiều em biker ưa chuộng hiện nay, chỉ sau cái dòng là bộ 4 Ross. Cổ bộ được làm bằng cái liệu inox để khả năng giảm nhiệt cực nhanh và chống hàn điện rất tốt, nhưng cũng rất dễ vàng sau một thời gian dài dụng. Phải dùng cái chất tẩy rửa mạnh để vệ sinh thường xuyên. Huyền thoại hai thì Kawasaki Kid 1/10 trong bản độ lực cực chất đến từ Thái Lan. Nói về đất nước Thái Lan trong cái việc độ xe thì có lẽ ai cũng phải nghĩ đến ngay những chiếc xe được độ phá cách. Ngoài phong cách là nhiều màu sắc sặc sỡ thì Biker Thái còn nổi tiếng trong việc độ lại những dòng xe gần như là tuyệt chủng. Điển hình là chiếc Kawasaki 1/10 dưới đây. Phần chủ đạo cho dàn kỳ đông xe tập hợp những đầy đủ các món ăn chơi, cái cụm tăng tốc cào cào, tay con CRCCB, cụm công tắc đồ chơi, kèm đó là tay thắng của Rainbow Bridge. Cái cụm nồi zin đã được giữ nguyên thủy bởi đầy đủ những chức năng. Cận cảnh tay con CRCCB, cái cụm tăng tốc đồ chơi kết hợp cùng vaccine cũng khá tiện lợi. Tay thắng của Rainbow Bridge kết hợp hài hòa chi bình dầu đồ chơi Alien trong suốt. Cái cụm tăng cào cào cùng với dây ga Thái cho hành trình dây ga rút ngắn hơn và hỗ trợ cho việc bứt phá nhanh hơn. Việc sử dụng cái heo của Rainbow Bridge với logo Rainbow màu đỏ đặc trưng tạo cái điểm nhấn, nhưng không bao giờ giúp cho xe rất an toàn hơn rất nhiều khi phanh gấp. Cái đĩa thắng của Carbon cũng khá đẹp, kết hợp cùng với toán đĩa 7 màu Titan. Phát heo được CNC cũng khá hài hòa. Cái cụm thắng sau được trang bị heo Rainbow Bridge kết hợp cùng ngắt dầu và phát giữ dầu Active. Việc trang bị niềng nhôm bản nhỏ đặc trưng thường thấy cho những chiếc xe độ Thái Lan. Gian chân nhớ gọn giúp giảm đi trọng lượng cho chiếc xe yêu rất nhiều. Cái khối động cơ hai thì với trái tim là cực kỳ khỏe mạnh. Một chiếc Kawasaki Kid có thể cho hơn 30 mã lực nếu can thiệp vào phần động cơ. Còn một con số mà những thủ khác phải e dè nếu muốn so kè cùng với nó. Hệ thống ống xả hai thì DBS Carbon, cái họng của Titan kết hợp cùng với Carbon Titanium cho cái màu sắc là sặc sỡ, nó bật. Âm thanh thì xé tan mặt đêm. Các nhôm sao siêu nhẹ đến từ của Lumium chắc rất nổi tiếng từ nước Thái Lan. Nhôm xin đĩa 7 ly siêu nhẹ thực sự tạo một điểm nhấn nhẹ cho cái dàn chân mỏng manh này. Nếu cầm cương con xe này, các bạn có dám hết tốc độ cho em nó không? Cảm ơn bạn theo dõi clip này, hẹn gặp lại tiếp, nhớ like, share, subscribe.